Nên Đức Thầy nói thế này nè. Đức Thầy nói nó là lầm than khói lửa với bên đâu. Nếu chiến tranh này bùng nổ rồi thì khói lửa bên đâu không? Mà bên đâu nó có dịch tả. Âu Á lung tung nhuộm máu đào. Bây giờ tất cả từ Âu sang Á là lung tung ở đây rồi. Không được xây trở rồi. Mà tới lúc thầy nhuộm máu đào đó. Bá tánh say xưa mùi phú quý. Thì sau này sẽ dướng cảnh đồ lao. Sau này tất nhiên là qua cái thời kỳ không nuôi dưỡng nữa. Từ cái hợi đổi trước thì nghĩa là các ngài còn nuôi dưỡng. Còn qua năm tiếng trở lên thì thưa thầy chỉ biết là ta dừng tay chờ đợi lĩnh thiên đức ngọc đế sư phân cho chúng. Còn những ăn như xưa nữa đâu. Dương trần sớp liệu bắp khoai cho rau đỡ dạ tháng ngày cho qua. Nhấn cùng bổn đạo gần xa tu hành trì trí mới là liễu mai. Là chỉ có tu hành thôi chứ còn ngoài không thì ông ban cho biết là sáng cơm chiều cháo đều tứ phương bảy bữa nạn nghèo không cơm. Còn Đức Thầy ngài đã khẳng định là thấy trần thế ai cũng ước đời sao không tới phức cho rồi nay khổ lao có đứng không ngồi lúc bữa cơm buồn lòng ngơ ngẩn. Rồi bây giờ thầy nói tìm sao? Đức Thầy nói hạ quân lòng dạ đổi dời. Hạ quân là thế gian này đó. Lòng dạ đổi dời là không còn nghĩ tới Phật Pháp, không còn nghĩ đến cái ngày tiêu diệt, chỉ còn đua nhau chứ vật chất. Kỳ này đó là lừa lọc à. Ba nó là sàn nhiều dằn nhiều bản thông gion. Lọc lừa gạo cội như son đỏ đều. Để thầy chỉ biết là các chư Phật từ đây lửa và tiễn luôn. Coi là Đức Hạnh Hiền Từ bắt đầu lừa tiến tới đó. Mình thử ra đó là kỳ này gọi là việc kẻ quấy lọc lừa dân lương thiện. Ông bảo quá sắp xâm tuồn cổ điển đẳng nhân sanh kiếm cảnh thái bình hòa ngõ lời khuyên nhân loại khắp gần xa ráng tu tịnh đời chung cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ tôn kính Đức Phật Đức Thầy. Kính thưa chư quý đồng đạo kính mến, hôm nay chúng ta nhân duyên hội ngộ trên môi trường đạo đức qua những lời chiêm ngôn ngà ngọc của Đức Thầy để chỉ dạy. Đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì luôn luôn ở tại gia cư sĩ chúng ta phải phụng dâng những lời dạy bảo của Đức Thầy. Bởi ngài dâng đã nhiều sắc lệnh và dạy cho chúng sanh trong thời kỳ buổi hạ nguyên mạt pháp ở cùng cuối. Nên hôm nay chúng ta tin tưởng rằng từ trước đến giờ chúng ta được rất nghe nhiều về trong cái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương cũng như trận trình và Đức Thầy chúng ta tiên tri rất nhiều về cái thời kỳ đau khổ sắp đến mà nhân loại phải gánh chịu. Ngược lại dòng thời gian, lịch sử Phật giáo, Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ ngày xưa khi ngài đắc đạo, thì ngài nói pháp tứ đế độ đời trước hơn các pháp và chỉ con đường trung đạo cho người hành theo. Và ngày xưa thì ngài thuyết nhiều thời kinh, cũng như Đức Thầy nhắc lại là chuông linh khú ba hầu diệt thúc. Đờn lôi âm khẩu hiệu im tai con lành duyên khá chở gót hài, ta huyết chí dắt người lãnh tục. Đạo mở cửa bài câu minh mục nước ma ha tới tất lòng phàm, cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh cho người trung hiếu. Từ năm 1939, được Đức Thầy ngài khai mở mối đạo Phật giáo Hòa Hảo tại thôn Hòa Hảo, và nay là thị trấn Phú Mỹ, quận Tân Châu, ngày xưa mà đây gọi là Đường Phú Tăng. Tất cả những gì mà thầy đã tiên tri dạy bảo từ trong hệ Bửu Sơn Kỳ Hương cũng chính là Đức Thầy chúng ta ra đời để dạy đạo, và ngài được mở cửa từ mùa thu Kỷ Dậu 1849. Lúc bấy giờ là Đức Bậc Thầy Tây An ngài xuất hiện tại làng Đồng Sơn để ra đời dạy chúng sanh trong thời kỳ buổi hạ nguyên mạt pháp. Và lúc đó thì Phật Thầy Tây An khi ngài ra đời chỉ dạy trong mùa thu thì bệnh dịch tả lúc bấy giờ là có buôn người đã chết. Thì lúc bấy giờ đó là Phật Thầy Tây An cũng xuất hiện vào mùa thu Kỷ Dậu 1849. Dài dài đến Đức Thầy kính yêu chúng ta từ năm 1849, cũng từ trong cái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Thầy Tây An ra đời
để dạy bảo chúng sanh. Thế mà ngày qua tháng lại chúng sanh cũng không có nghe được bao nhiêu lời. Tại vì cái thầy khẳng định rằng là các chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này, say mê dập dục chìm đắm trong cái biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Được trời đời chỉ tội xét kẻ thiện căn thì ít, mà người tội ác quá nhiều. Từ cái chỗ gây tội ác quá nhiều mà Ngọc Phật Thượng Đế ngài mới phân xử và quỷ sổ trần gian, chứ không còn nuôi dưỡng nữa. Nên Đức Thầy khẳng định chúng ta một câu là khắp thế giới ở nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay dưỡng cách chiêu, thì nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến duy thương hại, dùng phép tàu lập lại mơn. Kính thưa toàn thể liệu quý vị, Đức Thầy ra đời hôm nay là dạy bảo hết cả năm châu thế giới, để cho Thầy đi dạo Ta Bà đặng dạy kẻ đàn xa chưa rõ. Và ngài đã mở đạo từ năm 1939 là đạo mở cửa, mà mở cửa kỳ này là đạo lành mở cửa nơi miền Nam Bang. Theo ta đến chốn tiên bang để xem các nước hội hàng năm non, là sau này khi ngài trở lại để chuyển lập hội Long Hoa, chọn như đứng tu hành cao công quả để ban cho xứ vị xứ ngôi, người đủ các thiện căn để giáo tiền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Kính thưa toàn thể lời quý vị, dưới đầu ngưỡng vọng trời minh chứng của Đức Thầy là tấm lòng thành quyết dựng đầu đời, hay là rốt cuộc tương lai do quyết định phương trời xa tẩm nắm quyền quay. Từ cái sứ mạng lớn lao của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ra xác lệnh cho Đức Thầy dạy bảo và Đức Phật A Di Đà, ngài còn khi chúng ta biết muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc Đức Di Đà tiền ở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra xác lệnh bỏ ta truyền dạy, nên khổ lao cùng không có nại, miễn cho đời đà hiểu đặng đạo màu. Đạo là một con đường màu là tốt đẹp, thì đó là chúng ta đi tu hành là theo một cái con đường tốt đẹp, mà các ngài cũng vì dài công ra đời dạy bảo chúng ta tu hành để là thoát khổ. Nên lòng của ngài đại nguyện lớn lao là các chư Phật có khi nào rảnh tâm từ bi nhẫn nhớ chúng sanh, hiện hào quang ngũ sắc hiện lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức, kẻ tâm trí mà mau tỉnh thức, kiếm đạo màu được có hưởng nhờ. Chỉ có con đường đạo là mức là tốt đẹp, đi vào con đường đạo là con đường tốt đẹp, để rồi chúng ta cứu độ linh hồn chúng ta và cứu cả cô quyền thất tổ, mà Đức Thầy đã nói là ngày nào đắc được lục thông giác hồn mẹ tổ tông bảy đời về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngài ban thưởng công tu. Nếu chúng ta có tâm thì được sự ban thưởng của quốc ngài, còn nếu chúng ta không tu thì sẽ bị tạm diệt trong cái thời kỳ, để rồi ngài lập lại cuộc đời thượng quan thánh đức, và ngài nuôi dưỡng cho chúng ta dài cho đến năm 1999 thì mèo gặp lệ mèo. Còn có thời kỳ mà khi nghĩa là Phật Thích Ca Mâu Ni để xin quản lại, cũng như là Đức Phật Thầy Tây An, ngài đã xuất hiện tại làng Tòng Sơn và dạy chúng sanh vào mùa thu kỷ dậu 1849, thì lúc bấy giờ là nuôi dưỡng hoài cho đến năm 1936. Thế mà chúng sanh có mức giác ngộ được bao nhiêu, nên Ngọc Hoàng đó là ngài cho biết là chúng sanh ngang ngược làm điều Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Từ cái chỗ đó mà ngài muốn xử tiêu, và từ năm Bính Tý là 1936 là ngài tiêu diệt từ năm Bính Tý, và vào năm 39 thầy ra đời. Thì lúc bây giờ là ngài ra đời giải thêm là vì cái đại nguyện của tất cả chúng sanh mà khổ mà Phật phải lâm phàm. Từ chỗ đó mà Đức Thầy cho biết là vì lòng từ ái chứa than trang thương bất tính, ta hồi tai họa Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền để chuyển lập hậu Long Hoa, chọn nó đứng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn lý giáo tiền đại đạo, định nôi phân thứ và gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Kính thưa toàn thể liệu quý vị, cho đến năm 1939 Đức Thầy ra đời là đạo mở cửa, và mở cửa nó là lành nó miền Nam Bang. Đạo lành mở cửa nơi miền Nam Bang và kéo dài tới những thời gian rất là dài, nuôi hoài nó hoài chúng sanh mà từ năm 39 đó đến cái năm Tý là năm 2020. Và Đức Thầy còn cho biết đó là con lạc cha, con hỡi u ơ, thầy xa tớ ngẩn ngơ thương mến, ngóng trông chờ dặn thời đưa đến đặng chung cùng một cuộc quỳnh tương, cây ngô đồng hướng dẻ đựng xương cho chim phụng mặt tình xè múa. Giống hiền xưa bây giờ mới tỉa dốc trời ngày, bông cổ thơm tho ti ngày nay chưa được ấm no, sao dựa được nơi non nhược thủy.
Và từ cái nuôi dưỡng đó mà các ngài nuôi dưỡng cho mình đến năm Canh Tý là năm 2020. Bởi vì Đức Thầy cho biết là bấy lâu nay dưỡng cái chi mà nuôi dưỡng hoài thì mình sẽ đến cái năm đó là 2050 đúng không gì? Tại vì Đức Thầy cho biết là trong một giáp ăn cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Con giáp lớn thì 61 năm, con giáp nhỏ 12 năm. Như vậy thì bây giờ đó là trên cái thời kỳ này là thế kỷ mà từ Đức Thầy và ông Ba và các ngài tiên tri là than 12 nấc khó biết âu, từ tiếng ở biết đâu mai chiều. Trong cái 12 con giáp này là con giáp nhỏ mà từ đây đó là đến lúc phải tiêu diệt để tận diệt nhân gian trực thiên qua, và thời kỳ đó thí cử đến rồi. Và chỉ có mấy thầy chỉ biết đó là thôi chào đời khép cửa buồn duyên, có thiện căn á thì sớm lại cửa thiền câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Mà lúc của thầy mới ra đời mở đạo thì nói chung đó là mở cửa, mà hôm nay thầy đã chào đời thì khép cửa lại buồn duyên, có thiện căn sớm lại cửa thiền câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Như vậy thì khép cửa là khép cái gì? Từ cái đời cho đến cái đạo, năm châu thế giới này đó là đều khép cửa hết. Nội cái bệnh dịch cúm này rồi đâu có làm ăn gì được, rồi tất cả công ty hoạt động kinh tế đồ là khép hết. Rồi bây giờ đó là Việt Nam mình cũng vậy, nơi Sài Gòn là nơi trung tâm xuất phát của kinh tế nước, thế mà tất cả công ty cũng đều đóng cửa hết. Rồi bây giờ giàu cũng đóng cửa và nghèo cũng đóng cửa hết đó. Như vậy thì bây giờ thêm còn cái đạo sao? Đạo cũng đóng cửa luôn. Núi Ông Cấm là một cái nơi du lịch rất lớn, là cái vùng năm non bảy núi mà Đức Thầy sẽ biết là trên năm non rồng phụng tốt tươi miền bãi núi mà sao báu quý. Đáng lẽ ra thì các ngài không cho mình đi viếng núi non, bởi vì nghĩa là nơi đất rất là quý báu, mà hàng triệu triệu cái tim đang hướng về vùng Thất Sơn Màu Nhiệm, là trong cái bài nguyện là chư vị sơn thần chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh, nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lãnh giữ quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Trong cái vùng Thất Sơn Màu Nhiệm thì trong đó nó là có bảy núi, một là Anh Vũ Sơn là núi kép từ Tàng đi vô là gọi là núi kép, mà lời tiên tri Phật Hoàng Phật Thầy Tây An là khi mà tới đời đó là ngồi trên mỏ ông kép làm phân nước rửa tay đâu gì. Như vậy thì bây giờ đó là cái núi thứ hai là cái núi dài đầm giếng mà Phật Thầy ngày xưa đặt là Ngũ Hành Sơn. Thì cái Ngũ Hành Sơn đó là núi dài đầm giếng, và ở trong á là Cô Tô, đó gọi là Phụng Hoàng Sang là núi Cô Tô. Rồi núi Ông Cấm đó là Thiên Cấm Sơn, núi dài Liên là Ngọa Long Sơn, núi Tượng là Liên Khai Sơn, và núi Nước là Thủy Tề Sơn. Và còn năm cái non đặc biệt là dùng trên Thiên Cấm Sơn: một là Dồ Đầu, hai là Dồ Tiên Tế, ba là Dồ Ông, bốn là Dồ Bà, năm là cái Địa Bù Ông, là Dồ Bù Ông là năm non. Năm cái non này đặc biệt nằm trên Thiên Cấm Sơn. Như vậy thì bây giờ đó là trong ngày mà sắp đến đây đó thì Đức Thầy sẽ biết đó là Thất Sơn lộ vẻ đài lầu, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta. Chừng bãi núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ văn ôi, tu hành đắc được thảnh thơi lại xem Phật được trời bỏ thai. Như vậy thì kỳ này chúng ta tu hành đúng cách rồi thì xem được không? Thì xem được không trời. Rồi bây giờ đó là đến cái lúc là thôi tiếp tục hồi khép cửa, đứa ông cấm cũng khép luôn, từ cấp treo tiền bạc thu biết nhiêu thế rồi cũng là đóng cửa lại chờ ngày nổ nổ. Rồi cái đạo làm sao? Cái đạo cũng khép cửa luôn, từ lễ ông ba đó là chính bằng tay Phật thầy mượn ông ba viết ra tay viết chính bổn cũng khép lại, không có mùa đại lễ. Rồi từ Phật trầm cho đến là lễ bổn sư đồ dài dài đến lễ Phật thầy Tây An thì bây giờ cũng không còn nữa. Rồi bây giờ xin lễ 18 tháng 5 cũng không còn, rồi lễ Đản Sinh cũng không còn, rồi lễ nghĩa là Đức Nguyễn Tâm Trực cũng không còn. Mà lý do sao vậy? Là tại Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ ngày xưa đó là ngài xuất gia tầm đạo đó, lúc bây giờ mới 19 tuổi. Nhưng lý do gì ngài xuất gia? Ngài đi dạo bốn cửa thành đó, ngài thấy sanh lão bệnh tử thì ngài hỏi Sa Nạp chứ thấy sao mà cái người già đúng để vậy, rồi sao cái người bất thành hoàng quại vậy, rồi cái người mà sao mà chết trên thiên vậy, rồi ta có gì không? Thì Sa Nạp mới trả lời chúng chỉ thực ta, rồi muôn tâu thái tử rồi đấy cũng vậy.
người ta có thân này cũng già, cũng đau, cũng chết. Thì ông chỉ người ta nói thôi còn gì để mà vui, để du ngoạn hết. Bây giờ trở về thì liền quay xe rồi trở lại Lai Cào, xin Dương Phụ đứng xa mọi thế. Mà ngài thấy chỉ có một người già, một người bệnh, một người chết, mà lúc bấy giờ mới 19 tuổi nha, mà ngài sống trong cái đền vàng điện ngọc, mà ngài cho đó là trễ đó, chứ phải mà sớm đâu. Còn huống chi chúng ta bây giờ là cái tuổi đời chúng ta là 60 năm cuộc đời, thì 30 năm là nửa đời người rồi. Nên lúc mà sống trên cõi trần này thì Đức Thầy sẽ biết đó là chúng ta bà tim lụng dầu mòn thân tứ đại của người cũng thế, ma thức tỉnh tu thân trễ trễ đến tội rồi mới muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan hình với lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đạo mắt cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Mà nếu mà tu được á là việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến nghe cho khó tránh. Mà bây giờ chúng ta đi vào cái tai họa đó quý vị. Rồi bây giờ đó là về sinh vua cha xuất gia tầm đạo, thì vua cha nói chỉ được ta rằng là thôi bây giờ con ở lại con nói với vua cha đi, rồi sau này đó là con tu con buồn gì, vì cha cũng sắp băng hà rồi, thì con vua này để lại con cai trị vì dân chúng. Thì ông sĩ được ta mới xin vua cha ba điều. Thì ông vua Tịnh Thần vua cũng nói thôi xin ba gì cho con, một là cho con trẻ hoài đừng có già. Thì vua Tịnh Thần vua mới trả lời sĩ được ta rằng chàng ơi, cha ngồi lâm sàng ngồi cha ngồi không vững, làm sao cha cho con điều đó, ta xin điều khác cho con. Điều thứ hai là cha cho con mạnh hoài đừng có đau, thì cái điều đó ông vua Tịnh Thần thấy cũng không được nữa. Và điều thứ ba là cha cho con sống hoài đừng có chết. Thì ông vua Tịnh Vạn Dương nó nói chỉ được là mới đây thì mẹ con là hoàng hậu Mai Gia còn phải quy tiên, thì ba điều này cha không thể cho con được, nên ngài mới vượt khỏi sông Oroma cùng ông Sa Nạc và Thiền Trắc. Nên Đức Thầy cho biết là thừa đêm khuya lén trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng phá sông pha bờ bụi, thân chẳng sáp sông pha bờ bụi. Ngài tuổi này 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì. Những cái tâm đại hùng đó là ngài dẹp hết chết tất cả những đền vàng địa ngọc, vua chúa và vợ đẹp hầu sinh là lụa cung phi hàng ngày ca múa. Mà Đức Thầy chỉ biết là mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung phế tước liền, xem đó hỏi người mau lập chí mà tu hành khá nhớ những chư nguyên. Thì lúc bây giờ ngài xuất gia lúc 19 tuổi mà ngài còn trở trễ. Còn bây giờ chúng ta thấy bệnh hàng hà sa số rồi chết biết bao nhiêu những người, thì chúng ta mới đi vào con đường đó mà con người chỉ dắt mỗi chân lý rồi rồi là chỉ còn sớm về cõi bạc an thân. Kẻo kiếp phong trần dài gió dài sương, chỉ có về cõi bạc an thân thôi, chứ cảnh thế ma thế gian này không thể an thân được. Mà Đức Thầy chỉ biết là thế gian dường thể chốn lao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng, nơi cửa thánh ông người càng quạnh vắng, chốn nhà ma chen chúc quá tim đông, biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Và những cái chân lý tuyệt vời đó mà Đức Thầy còn cho biết là lòng thương chúng khuyên răn đủ thế, mà nào khác ở chưa đồ ế mà bán rẻ rề ít kẻ hỏi mua. Đây là một cái chân lý tuyệt vời tột đỉnh mà Đức Phật ngày xưa đó là muốn nghe được bài pháp với quỷ mình, thế mà Đức Thầy đưa vào nhà hôm nay là từ băng đĩa, từ máy đó là cảm ứng, rồi này đó là từ mê, từ máy, từ sấm giả về nhà để muôn trùng đó. Mà bây giờ là ít có ai còn chi lắm, là tại vì đó là thời kỳ này mà Đức Thầy cho biết là đại đạo giáo dân dân bất chi, khai năng bạch phát đại hà chi, vinh hoa phú quý trung hoàng mộng kỳ, cá quy niên thổ nhĩ kỳ. Xin trao đổi thêm một cái bài không không là đại đạo là như thế nào. Đây là một đạo lớn của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Tổ Phụ, ngài đã vì chúng sanh đại nguyện lớn lao để rồi Thích Ca sửa lầu đài nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo, những cái sanh cái lão cái bệnh cái tử được đặt lên cuộc đời của người này đến cuộc đời người khác rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu số ba. Thế nên ngài mới bỏ đền vàng điện ngọc mài mới đi tìm chân lý để rồi giúp cho tất cả những chúng sanh trong cái quả địa cầu này và tìm con đường giải thoát. Quý vị thì đem cái đạo lớn này gọi là đạo Thích Ca Mâu Ni, là ta thừa dưng sắc lĩnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, vậy thì đại đạo giáo văn, nghĩa là đem cái đạo lớn Đức Thích Ca Mâu Ni phụ mà giáo là dạy, mà dạy toàn thể trong năm châu thế giới này, phải dạy riêng đất nước Việt Nam không, để cho thầy đi dạo ta bà đặng dạy kẻ đàng xa chưa rõ. Như vậy thì ít có ai chi lắm, tại vì thiên tào đã xác định khắp chúng sanh trong thế giới trong cái buổi hạ quan này
say mê dập dục chìm đắm trong cái biển lợi danh gây nên nghiệp quả lật trời là chỉ tội xét kẻ thiện căn thì hết mọi người tội ác quá nhiều bây giờ gây tội lỗi không như vậy thì hết ai tri lắm mà thử ra hồi ngày đi cái gì tri xe tri tàu rồi tri nhà tàu rồi tri biệt thự rồi tri đó là cung thiền đến thi ca cung trăng rồi đó là tri những cái đạn dược để hại cho dân chúng này bao nhiêu cái khổ mà chiến tranh kỳ này gọi là chiến tranh tàn khốc do là người tàn bạo gây nên. Rồi bây giờ ở đây mình cũng tri nữa, chúng sanh trong Việt Nam mình cũng tri nữa, tri tất cả những công ty rồi tòa cao ốc rồi biệt thự rồi chung cư rồi đó là tri đó là xe tàu rồi nhà rồi cửa ở thôn quê mình cũng tri nữa, tri những cái việc đó là không ở đâu đâu hết. Mà đứa này thầy nói là ai nó cũng ham tiền đó là đem sợ xích xiền cửa thân và nuôi dưỡng mình đó là lúc này đó là nó quá sức nó dài dặn rồi. Bây giờ đức thầy đã kết luận trong cái cuộc đời này đức thầy cho biết đó là thân phàm bỏ lại thế gian mà tất cả cái gì cũng đều là thế gian chỉ đem theo cái tội và phước. Ngay giờ phút này thì chỉ cầu linh hồn cho được giảng sanh đây chỉ rõ đường nước bước là lúc bình hôn, bình hôn là trời đã sắp tối rồi còn cái màu vàng không. Lúc bình hôn đèn ký sôi đầy tìm nó thẳng đi về cực lạc. Giờ này là chỉ chịu tìm con đường thẳng về cực lạc thôi chứ ngoài ra là không biết trạm nào đó bị gì cờ đã phát còn chờ nước chiếu. Bây giờ làm ăn cũng thắt nước cờ, công ty cũng thắt nước cờ, tất cả công ty xe khách cũng thắt nước cờ, rồi sân bay nó là bay các nước cũng thắt nước cờ, rồi thôn quê thì đó là từ cái chuyện này chuyện kia làm ăn đều đó là thắt hết không có gì hết. Thành thử ra nó là trong cái thời kỳ này gọi là cái thời kỳ dở dang hết, tất cả thế gian này đều là buông tay theo cái định luật vô thường hết. Tại vì cái nghiệp quả nó đến lúc trả rồi, mà thầy chưa biết đến ngày trả quả làm mì biết bao thỏa cho kẻ khát khao đạo đức. Thì bây giờ đó là con đường mà giải thoát, con đường an vui mà Đức Phật đã chờ đợi chúng ta, là chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tới độ dắt lần về ngôi, có ngày mở rộng quy khôi, non thằng gian chuyển khùng hồn chứ pháp. Là bây giờ đến lúc Sư Văn rồi, nhưng mà Sư Văn giờ lúc nào? Nên Đức Thầy nói thế này nè. Đức Thầy nói nó là lầm than khối lửa với bên đau. Nếu chiến tranh này bùng nổ rồi thì khối lửa bên đau không? Mà bên đau nó có dịch tả. Âu Á lung tung nhựa máu đào. Bây giờ tất cả từ Âu sang Á là lung tung ở đây rồi, không được xây trở rồi. Mà tới lúc nó nhựa máu đào đó. Ba tánh say xưa mùi phú quý thì sau này sẽ dướng cảnh đồ lao. Sau này tất nhiên là qua cái thời kỳ không nuôi dưỡng nữa, từ cái hồi đổi trước thì nghĩa là các ngài còn nuôi dưỡng, còn qua năm tiếng trở lên thì thầy chỉ biết là ta dừng tay chờ đợi lĩnh thiên đức ngọc đế sư phân cho chúng. Như vậy thì bây giờ đó là lầm than có lửa chứ binh đau Âu Á lung tung nhựa máu đào, ba tánh say xưa mùi phú quý. Bây giờ phải sai xưa tất cả là chỉ nghiêng về vật chất danh lợi tiền tài thôi. Mà Đức Thầy cho biết đó là đời này giành giật làm chi tới việc ly kỳ cũng thả trôi sông. Như vậy thì đã thả trôi sông hết. Như vậy thì bây giờ từ ở nơi tất cả những cái mà bây giờ đang thả trôi sông hết trơn, không đem theo tiền được cái gì. Chết rồi bỏ của bơ dơ chi bằng là phải chuyện thơ ghi đời. Xa tàm của mấy lâm hơi hổ dây có một mà lời đâu bán. Buông ra là cho dây lời các cổ không. Rồi những người sang trọng đó là ăn đó là nhà hàng cao lương mỹ vị, còn những người đi xin là đứng dòm dòm ngó thôi mà ăn không hết rồi thì kêu muốn khác rồi kêu muốn khác. Mà kỳ này đó là không còn muốn ăn nữa nè, không còn những ăn như xưa nữa đâu. Dương trần xốp liệu bắp khoai cho rau đỡ dạ tháng ngày cho qua, nhấn cùng bổn đạo gần xa tu hành trì trí mới là liễu mai. Là chỉ có tu hành thôi chứ còn ngoài không thì ông ban cho biết là sáng cơm chiều cháo đều tứ phương bảy bữa nạn nghèo không cơm. Còn Đức Thầy ngài đã khẳng định là thấy rằng thế ai cũng ước đời sâu không tới phức cho rồi nay khổ lao có đứng không ngồi lúc bữa cơm buồn lòng ngơ ngẩn. Rồi bây giờ thầy nói tiếp sao? Đức Thầy nói hạ nguyên lòng dạ đổi dời. Hạ nguyên là thế gian này đó, lòng dạ đổi dời là không còn nghĩ tới Phật pháp, không còn nghĩ đến cái ngày tiêu diệt, chỉ còn đua nhau chứ vật chất. Thì hố sâu tình dục lại ghiền ghiền cho đến lúc chúng khi ngăn quan tài. Vậy thì nghĩa là trong cái thời kỳ khi mà chúng sanh nó thay đổi rồi đó, là hạ nguyên đó, là lòng dạ đổi dời, bây giờ khổ não tới đời là đây. Thì bây giờ đang tới đời đó, khổ não. Tất nhiên là cái khổ mà
nên não trí này mà nghiên cứu rồi vượt qua cái khổ này vượt qua không được. Khổ não là quá khổ thì mà đem trí rồi phàm mình nghiên cứu thì mình vượt qua cái khổ này mà vượt không khỏi đó. Như vậy thì bây giờ đó là chỉ có con đường giải thoát rằng là Đức Phật là cứu lương hiền cho cứu người hung, mà kẻ gian ác nó sao tiêu diệt. Như vậy thì bây giờ đó là đến cái lúc là thầy cho biết đó là đồ lao muốn lắm sớm nghe ta, mà cái đồ lao là chữ tam đồ á, nước dưng lửa cháy và chiến tranh. Lúc của thầy cõi tổ đình á, cái thầy nói với mốt bốn cái câu năm biên rồi đó, là nói chuyện nào mà sau này mà tới cái ngày mà tới đời đó là nước lên đi tiếng ba cái dầu. Thì lúc bây giờ là cô Đâm Miên đó, cổ còn tổ đình thì nhà nước ta lợi tội đúng cái dầu đó, đo từ dưới chân mà lên cái chứng ba đó là 28 mét năm, 28 mét năm gì đó. Còn bậc thầy là tiên tri là ngồi trên mỏng két mà cứ rửa tay. Vậy thì bây giờ thầy nó để cái việc phong ba biến chuyển cảnh hồng trần tợ biển mênh mông, rồi nào là trải lúc cuồng ba sống dậy thì chấp nhân sanh cho thấy việc chi trời sắp đặt ly kỳ đến ngày trả quả ầm mì biết bao. Vậy thì quý vị chúng ta đã thấy trên năm châu thế giới rồi, từ cái cuồng phong rồi từ cái việc giông gió bão tố các nước, bây giờ ầm mì từ Trung Quốc cho đến Mỹ bây giờ đang vô cơn bão khủng khiếp. Bây giờ cái gió lai rai thì ta gọi là gió, gió mạnh thì gọi là giông, giông mạnh thì gọi là bão, bão quá thì bão thì gọi là tố, mà khi đó là quá tố nhà cửa nó bay như lốc trên thì gọi là cuồng phong. Mà nói thầy chỉ biết là trải lúc cuồng ba sống dậy thì chấp nhân sanh cho thấy việc chi trời đà sẽ đặt ly kỳ đến ngày trả quả, thì tới lúc trả quả rồi. Về năm châu thế giới này bây giờ đó là hạ quân lòng dạ đổi giờ, bây giờ khổ não tới đời là đây chứ sao nuôi dưỡng cho mình từ năm 1839 tới nay là quãng đường quá dài dặn rồi. Thì Ca Mâu Ni từ phụ thì ngài đã bỏ đền vàng điện ngọc lúc 19 tuổi rồi, đó là ngày vô tu gì là 6 năm gian du cho bố đầu tà, 6 năm ngày rồi còn gặp đi liên thiền, rồi đó là ngày đó là đắc đạo lúc 31 tuổi, khi ngài trở về nơi gắn độ đó là ngày là đắc đạo luôn, rồi ngày khi có 49 năm ăn độ rồi ngày nhập niết bàn 80 tuổi. Như vậy thì bây giờ đó là đồ lao đó là muốn xử trong cái tam đồ muốn tránh đó, là đồ lao muốn đánh sớm người ta bố thí trì trai giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lại giác thiền chuyên chở lúc can qua. Can qua là chiến tranh đó. Can qua dân chúng chớ buồn lo tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Thầy kêu mình tích cái đức chứ không có tích tiền được, chứ phải như Phật Thích Ca Mâu Ni mà ông chỉ được ta không có tiền mua được cái quả vị Phật thì ông đi xuất gia làm gì, nên ông mới xuất gia tầm đạo để rồi tu hành đến hôm nay thì làm vua thua là Phật, ông ngồi đỉnh cao nhất đó mà biết bao nhiêu triệu người lại ngài đó, thì thử ra trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, không ai bằng Phật hết. Nên như vậy thì bây giờ đó là tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tích cái đức chờ ngày á để thầy trở lại. Thì lúc thầy mới ra đời dạy đạo chỉ có 7 năm 10 tháng 7 ngày thầy vắng mặt, mà để thầy chỉ biết là con là cha, con hỏi vua ơ thầy xa tới ngẩn ngơ thương mến, ngắm trông chờ dặn thời đưa đến đặng chung cùng một cuộc quỳnh tương, cây ngô đồng hứng vẻ đụng xương cho chim phụng mặt tình xòe múa. Như vậy thì bây giờ đó là tới lúc nào đức thầy cho biết đó là tích đức chờ ta cho bè hò, mà hò hẹn thánh tiên hiệp một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi đều hòa mặt, ta mới thảnh thơi chở con hài. Như vậy thì bây giờ đó là đức thầy chỉ biết đời cùng tu gấp kịp thì đời cùng là hạ quân lòng dạ đổi giờ, bây giờ cô não tới đời là đây là đời cùng rồi đó. Như vậy thì đời cùng tu kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, Phật thương bổn đạo như con muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời, nửa sau tới việc biết đời. Bây giờ thấy cái thời chưa tin mà về tới việc căng bệnh hoạn đau khổ chiến tranh tới nạn đói đôn 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 tới đủ chuyện thì không tin nữa thôi, nhưng mà tới đó là tới thầy hẹn mình hẹn sao là hò hẹn thánh tiên hiệp một ngày, một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi đều hòa mạch, ta mới thảnh thơi chở con hài. Thì khi nào biển đông đã nổ cái hì rồi thì nghĩa là hạt nhân nó tuôn ra nó khắc cái dụng nông cấm là non thằng gian thì cùng ngồi xứ phân, là lúc đó cái thầy là xứ phân. Như vậy thì bây giờ đó là đến cái năm nay thì bây giờ đó chúng ta mới có những sự suy nghĩ lại coi lời của thầy tiên tri vậy là quãng đường nó hết chưa. Đức thầy đó là ngày lễ kỷ niệm lần thứ 81, thật sự có 80 à, rồi năm nay 82 thì thêm cho mình đó là trong cái thời kỳ này thêm tới thời kỳ này thì 20 tới kỷ 2000 năm, thêm cho mình 20 năm nữa thôi chứ không thêm nữa đó. Như vậy thì bây giờ trong cái giờ phút này là giờ phút mà chúng ta đang chờ đợi cái ngày nghĩa là lập hội Long Hoa,
thì giờ nó là trong cái thời kỳ phong ba bão tố tới, rồi trượt cắt đai tới, và cả ít năm chèo cũng là cái ngày phong ba bão tố luôn. Thầy nói sao? Thầy nói con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba của con, nghiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng bá gia mới biết người cùng là ai. Vì vậy thì bây giờ đó là theo cái lời tiên tri của thầy, ngài đã nói rồi, mà trước đây tôi cũng đã nói rồi, mà thầy nói là cùng như vậy thì cùng là sao? Cái thầy nói thiên địa u minh dĩ đạo tràng, dĩ là sao chứ không phải dĩ là cái đuôi nha, sao cũng thợ vào tí sủ dần mẹo thành nè. À, như vậy thì bây giờ đó là trong cái thời kỳ khi mà diễn tiến sắp tới đó, là cái thầy cho biết đó là thập bát chư hầu lỵ ha khang, thập bát là 18 nước, chư hầu nhiều nước nhỏ, lỵ ha khang là khóc nước mắt đầm đìa. Mà bữa đó chúng tôi có nói rằng là đức thầy vào chuồng cọp đó, thì bây giờ quỳ xuống trăng hết trơn, thì vào trong cọp này là thập bát chư hầu lỵ ha khang, nước mắt cọp đó đầm đìa, thì năm tới này cũng là lỵ ha khang. Đạo đức tầm sâu sâu chẳng cạn, đời cùng lý loạn khắp chư bang, cùng rồi giờ cũng muốn đến hết trơn tất cả năm châu thế giới này đó, không phải mà riêng đất nước Việt Nam đâu. Vì vậy thì bây giờ đó là con đường mà đi cứu cánh cho mình là con đường không gì hơn là trời đã tối rồi, mà chỉ còn có đò chiều chiến chót thôi. Chu Mao kẻo trải hệ người ôi, trần gian sụp đổ tới nơi đây rồi, công danh phú quý cuộc đời là một ảnh giấc mơ mau tàn, tiền tiền bạc bạc vàng vàng cầu thăm thâu cho lắm lại càng khổ thân, từ khi cái chân trần hai bàn tay trắng những phần nào đâu, chi bằng ta tiếp lo ao kịp kỳ long hội cùng nhau sinh dậy, mau mau nhẹ bước xuống thòn đò chiều chiến chót mà rước đò nhân tu đó. Vậy thì đức thầy mà khi mà ngài đến cái núi mà ông Két đó, thì đức thầy nói là non tiên gió mát tội lầm thai, ở nơi cái cảnh đó là sân tiên ở trên cái vùng núi em Két đó là gió mát lắm, tội lòng tai lắm. Thức dậy tỉnh tri văn nhã một bài, cố tưởng ước mơ về nhược thủy ngạch gì không cánh lấy gì bay, giấc sắc thạc khu dưới non đài, hỏi giờ đá cục ngủ đêm nay, chư sơn bãi núi đều quy tụ, thầy tới cảnh tiên rõ mặt mày, nhìn xem cây lá gió lung lay, chắc lại lui chân chở gót hài, vậy hỏi chư thần mau nối gót theo, thì dắt chúng khỏi nồng cai lầu đài núi cấm lộ nai mai. Thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruộng năm non có các đài, chờ đợi con hiền nôi tục cổ, đến thời thượng cổ điệu hòa mai. Như vậy thì bây giờ thầy nói chừng nào tiếng sấm nổ vang, thất sơn lỗ dĩa đền vàng báo thai, chọn bến nước rưỡi mai trong đột, nếu chần chờ lục đục chở chân, thương đời ta tỏ làm ơn lời ta phi nhũ đàn má nha, trong bổn đạo gần xa ghi nhớ phải thi hành phần tới cho xong. Được sao cái việc Long Đông, bây giờ Long Đông đơn nữa thì sát thăng khó thấy mây rồng hậu chia đó. Vì vậy thì bây giờ thầy nói là nước Việt kẻ già mãi ngóng trông, ngày nào hưng phục cõi trời đông, đông là cái biển đông đó, khi mà nổ cái rồi thì nghĩa là lẽ đâu tạo hóa riêng cay độc mà này khắc mãi chi giống là hồng, bởi vì đây là cái con hồng cháu lạc mà để thầy nó giống hồng đạt kim chi ngập Việt nay đổi giờ nhiều sự thấp thèn, nghĩa là trong cái đất nước Việt Nam mà cõi Trung Nguyên chỉ phân mở hội thánh cho người trung hiếu, kỳ này ngài chọn người trung hiếu, như vậy thì u buồn trăm mối suốt bên thâu. Bởi vì đức thầy là 100 tuổi rồi, đang sinh là 100 năm thì thầy cũng trăm tuổi thôi, mà thầy chưa biết là tới thầy 100 tuổi đó ha, là u buồn à, mà gì thấy u buồn chưa, từ cái tí này quá u buồn dài tới u buồn mà trăm mối, thì thầy trăm tuổi đó mà kỳ này là 100 mối đó, rối như tơ giò đó, phàm trần như chỉ ước buồn tơ lòng dương vấn càng tiếng bận tâm giả, ai hoài cuộc nhẫn văn biết đó với đây thời chỉ dặn để đời rút hết năng, vậy thì u buồn trăm mối suốt canh thâu vô cái canh tí này nè, suốt ngày đêm dài tới đây rồi không ngủ nghe nữa, buồn rầu ngày đêm luôn, không chịu tới đôm đôm tới hoài, bây kỳ này là nạn tai dồn dập sớm làng còn chi, canh chúng gắn ghi mối đạo lòng hằng lo nghe thảo nghe con, tương dư giữ phận cho tròn cuối niên thăng vọng còn cho phân, bởi vì thăng vọng gì rồi đó là cái cuối rồi, thì từ đây dài tới vị hoài chị hoài tới. Như vậy thì bây giờ u buồn canh mối suốt canh thâu, thiện tính chưa thông lẽ nhị màu, giải đạo là hồi năm 1939 tới năm nay là 82 năm rồi, mà giờ này tín đồ thầy cũng không còn chết,
tối ngày lo cái tiền, lo bạc, lo của, lo cải, mà thông tức như là hiểu rõ cái chân lý. Bởi vì đó cái kỳ này đó là hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức lân phò chân chúng, vì đó mà để thầy cho biết đó là ô buồn trăm mối suốt cơn thâu đó. Thiện tính chưa thông lẽ nhị màu, mãn sợ xong ngăn cầu lỗi nghiệp, lo chi ô thức chẳng thông cầu, trong cầu bờ giác bến sông mê, tới sự như sanh hết chúng trề. Như vậy thì đừng có gì mà đừng có lo gì mà mong không gặp thầy, phải gặp mới được. Đức thầy là ngày trước là sau thầy tới gặp nhau Phật cảnh, ước trăm họ nhẹ mình của cấm đồng bay về cực lạc Bồ Đà. Thì sau thầy tới thì gặp nhau Phật cảnh đó, thì cái giờ đó là thầy nó non thằng chẳng chỉ cùng ngồi xuống phanh. Thì đến kỳ thi danh thầy tạm bảng trên đài cao gọi các linh hồn, là gọi tất cả linh hồn về đi hội Long Hoa. Vậy thì trong cái đạo pháp thì quyền di lắm, thâm diệu diệu mà chẳng màng cái sự chúng khen chê. Đức thầy đó là không có nói rằng khen chê chi thần, hay rõ rằng cũng không có muốn ai hầm tung tí. Như vậy thì bây giờ là cơn này thế giới lắm phong ba, cơn này là hiện tại bây giờ nè, thế giới lắm phong ba đó, chứ phải riêng nước nào trong năm châu thế giới này đang lắm phong ba đó. Nhưng mà phong ba đến ngày làm cái gì, là lừa lọc con tiên diệt quỷ tà, kỳ này đó là lừa lọc à. Ba nó là sàn nhiều dằn nhiều bẩn phong giòn, lọc lừa gạo cội như son đỏ đều. Để thầy chỉ biết là các chư Phật từ đây lửa giờ tiễn luôn, coi là đức hạnh hiện từ bắt đầu rồi chuyển tới đó. Mình thử ra đó là kỳ này gọi là diệt kẻ quấy, lập lừa dân lương thiện, ông bảo quá sắp xâm tuồn cổ điển, đẳng nhân sanh kiến cảnh thái bình hòa, ngõ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tịnh đời chung cực lạc, trên cửa Phật thì mùi hương thơm bát ngát, dưới vua thần phụ tử khải hoàng ca. Ấy là xong muốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét chút câu thù hận quán. Nên đức thầy khi mà dẫn đức ông về tại chỗ cây đá dựng đó, ở đó đức thầy có ngủ về, dạy ông ngủ ban đêm. Với thầy hỏi ông phỏng đá là dịnh như phỏng đá đó, ông đứng làm chi đấy hỡi ông? Ông đứng làm chi đấy hỡi ông? Chơi cho tượng đá vững như đồng, là khắp trong bá tánh đều lai chuyển, xuống bước thì từ đến cửa không. Thì đức thầy trả lại là đứng chờ thời vận đến cho ông, cái thời vận đến mới được giải đạo quyền di khắp đại đồng, bao bọc non hồng cùng nước lạc, việc đời cũng biết chứ sao không để biết đó. Nhưng mà đứng chờ đại chúng trọng tôn ông à, lúc mà phải trọng tôn đó, dựng cuộc hòa minh khắp đại đồng, bao bọc con hồng cùng cháu lạc, việc đời cũng biết chứ sao không. Thì bây giờ đến lúc là cái sứ mạng thầy cho biết đó là Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền rồi, chỉ hết trơn rồi đó. Tới đây là chỉ cho mình rõ trơn rồi, để chi để chuyển lập hộ Long Hoa, chọn nó đứng tu hành cao quả quả, để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ khắp thiện căn đi giáo tiền đại đạo, phân tứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thì bây giờ đó là nếu chúng ta tu đúng pháp của thầy thì sau này thầy sẽ dạy cho tín đồ để đi dạy cho 18 nước chích chư bang là nhiều nước. Như vậy thì bây giờ nó dạy con cả nào đâu than cực tiếng thầm thầy phải nặng đôi vai, việc khó khăn lắm, lúc con ngày ấy cũng bởi thời lai âm tạo, ông dồi quả cho người hành đạo lúc nguy nan chí cùng chăng. Nếu bền lòng thì vị quả cao thăng, khỏi chặt dạ bỏ lăng Phật thánh, chốn Phật đường gắn cao đức hạnh, phải bền lòng mới đảnh trần ai, vị cao siêu Phật pháp còn dài mà ráng kiếm chữ không không mà có. Bây giờ chỉ có cái kiếm chữ không không mà có thôi, tại vì ở Tây Phương này báo ngọc đại lầu tu tịnh tìm nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương ngồi hướng thoát mai đầu chỉ cũ ngồi. Kỳ này chúng ta cùng kiếp này thôi, còn nếu mà không thì mê mang mùi tục lệ thì linh hồn dìm đắm chúng đây hà chứ sao. Thì đã đến kỳ thi rồi, đến kỳ thi danh thầy trạm bảng mà trên đài cao gọi các linh hồn. Và cái thời kỳ này đó là đúng vào thời kỳ của ông ba ông đó luôn, là trong tam sử. Sao gọi là tam sử? Bởi vì tiền sử lăng xá mây hàm, ngày xưa Đức Nguyễn, Đức Cố và tất cả quan đàn cụ mà quánh pháp ngày xưa đó gọi là tiền sử, là dùng láng trái đó, bé thưa đó gọi là láng trái mang hàm. Thì giờ đó là nói chung đó là cũng quánh không biết bao nhiêu trận với pháp, thậm chí là Đức Cố mà khi mà ngài vắng mặt rồi đó, ngài có để mấy câu bất diệt đó là thà thua súng láng xuống súng bưng, nếu ra đầu giặc thì lỗi chân quân thần, ngài không bao giờ ngài đầu hàng pháp. Nhưng mà có lúc cái trận cuối cùng ở bãi thưa đó là bây giờ gọi là Dinh Xuân Trung đó, thì ngài binh sĩ đập cuồng mà đó là gọi là bãi thưa với về chấp chùa không, đó là quan du lắm, thì ngài đã cùng đường rồi, thì ngài mới giái hỏi này nằm chờ số thần ta phân sửa đất nước gì đã cùng đường rồi, thì mà ngươi về cái sức mạnh lớn lao sau này thì ngươi hãy dọn đường cho binh sĩ đi,
thì 5 triệu xuất hiện là dọn đường cho Đức Cố và binh sĩ đi, kể từ đó mà Đức Cố vắng mặt luôn. Như vậy thì bây giờ là trong cái sử thứ hai đó là sử đâu, sử thứ hai đó là sử miền Trung Quảng Trị, gọi là ở nơi Quảng Trị đó là cái huyện Di Linh đó, gọi là sát trọng sát đó, nghĩa là trung sử đông lộ hết làm hết ăn. Rồi trận ngày xưa giữa cái chiến tranh mà Cộng Hòa với nhà nước bây giờ đó, cách mạng đó tranh đấu đó, thì nói chung đó là sát tổng sát, gọi là đại lộ kinh hoàng đó, thì cái đó là trung sử đông lộ hết làm hết ăn, biết bao nhiêu người lầm than thống khổ chết chóc không có nhà nương tựa ở. Rồi bây giờ thêm một cái đoạn sau này là thêm cái sử thứ ba là sử đâu, hậu sử dân giáo giáo dân à, thay phơi ngọn cỏ qua ca thay phơi ngọn cỏ vô căn bậc trời. Vậy thì qua cái hậu sử giáo giáo dân mà thay phơi ngọn cỏ vô căn bậc trời là không có căn sẽ đưa gì nữa hết. Như vậy thì bây giờ là trong cái mà nhà bàn thì tham thiết tự đốc tự biết lưu. Như vậy thì bây giờ đó là qua lộ dân giáo giáo phi dân theo quân ngọn cỏ với công bằng trời. Như vậy thì Tứ Thánh á, ông 4 tuổi mà ra thơ ông nói thế này nè, ông nói là qua liền năm nước chặt đàn, đường đi nó chặt luôn á, qua lộ dân giáo đó máu tràn thành sông, đổi nhật đổi nguyệt đổi phong đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ đổi cha là đổi nhà thờ đổi cồn đổi bãi đổi cờ năm ban, trời xây âu á bốn phan nước tràn bờ cõi chẳng an thời kỳ, chuyển lưng bỏ vực biên thì ngửa nghiêng trời đất lập kỳ thượng quan, nghĩa là đất kỳ đập cho đời thượng quan thứ nhất là vậy đó, thay thành núi mở thành sông, nghĩa là đến cái lúc đó là thay thành núi mở thành sông đó. Thành thử ra ông nói qua hậu sử nè, thì tới cái hậu sử này chót rồi đó, dân giáo giáo dân thay phơi ngọn cỏ mà vô căn mặt trời, nếu không có căn thì sẽ về đó chịu cái cảnh đắp đập hết. Bây giờ trở lại cái năm nay thì vào cái mùa thu này nó khác hơn tất cả mùa thu khác. Bây giờ điểm thứ nhất á, cái thầy cho biết là trời thu ảm đạm ai bi, nạn tai dương vắng đó, bởi vì trời riêng. Cái mùa thu năm nay đó là ảm đạm, không phải là cái trời mưa nhiều gọi là ảm đạm, mà ảm đạm về cái con người sống bây giờ nó là nó ảm đạm buồn thảm lắm, tại vì đi đâu không được, rồi cha mẹ thăm con không được, rồi con thăm cha mẹ không được, rồi đi xa về không được, rồi nó ảm đạm, tức là cái chuyện đó là buồn rầu, nó khổ não của người nó buồn tẻo lắm, giờ cái trời cũng buồn rồi đâu cũng buồn, cái buồn thảm gì mà chưa từng có luôn, muốn đi đâu cũng không được, muốn thăm ai cũng không được, rồi nó là bó giờ tại cảnh luôn, thì chung tại này quá cứ xuất hiện trên mình thử ra, ôi cả sang ngày những ai thông thả, cái ông giàu cũng thông thả, mà ông nghèo cũng thông thả, vợ nhốt trong tù lỏng chơi kìa, cái đó trơn không đeo được. Thành thử ra đó là để nó trời thu mà ảm đạm, trời thu thì 7, 8, 9 ảm đạm mà ai bi, ai bi là buồn khổ, kể cả trời đó là mưa gió rồi giờ một cảnh trời nó buồn gì mà đường xá không ai đi, rồi đó là làm ăn gì không được, đi tới đi lui không được, rồi khổ gì mà nó ảm đạm tới chết nó từng có luôn, là không có được cái gì trơn, rồi người chết bây giờ cũng lại con cái gì không được. Có quen một đứa em ở dưới Bến Tre, cái bà này khoảng 9-10 đứa con à, giàu lắm, ở gần xuống bến đò Tân Phú, thì mới đây cách khoảng gần 4-5 ngày nay mới chết. Bà chết cái mà nói chung là con cái giờ gì cũng được, đi gì đám chó sao gì được, rồi trong nhà chỉ có đứa con một thôi với mấy cái người đó là học đọc thì để lại chôn cái sống là rồi là buồn tẻo gì. Hồi xưa thì nói chung là đám là kè tan chết rồi kèn chấm tan chế gì đầy đủ trơn, mà ngày qua tôi có nói cái lời tiên tri của ông ba đó, ông nói mà thăng thác chẳng nặng bó bì đó, bây giờ quan quách cô gì tới tới tan, tức là còn yên tĩnh thì còn tan chế còn kèn trống còn đó là tuần tự rồi đến việc thăm viếng đó là chia buồn đồ, còn bây giờ thôi chết ai nói chịu, buồn mà cảnh gì mà ảm đạm ai bi là buồn khổ, mà đất kỳ này mà đất kỳ cho biết là trời thu ảm đạm ai bi mà nạn tai dương vắng à, kỳ này là cái nạn dương vắng thay thế gì cái nạn một lần mà nó thôi đó thì không dương vắng. Ủa chứ giờ cái nạn này nó chưa xong tới nạn kia nó chưa xong tới nạn nọ, nó đôn đôn tới hoài rồi gọi là dương vắng, bởi vì không dứt được, không dương vắng nạn tai dương vắng á, thì bây giờ đó là trời thu âm đạo ma bi nạn tai dương vắng, bởi vì trời riêng. Sao gọi là trời riêng?
Từ cái năm Kỷ Hợi đổ về trước đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế ông còn thương chúng sanh, mà bây giờ đó là ông trừng trị trần gian thảm thiết đó. Bây giờ đang trị đó. Thì trừng trị cái kỳ này đó là ai có công đức đó thì còn sống, ai có công đức đó thì phải chết, phải bị cái tai nạn, phải bị nạn tai dồn dập. Mà đứa thầy chỉ biết là nạn tai dồn dập đó, rồi ông ba ông chỉ biết là nhiều việc lăng xăng không căng mà chết, không có căng là phải chết đó nha. Việc đời cận tết đó, thấy chết mới hay, thương sống hôm nay thương mai thì thác gì tôi nó khác của bác chân dùng, chê nó tầm khùng dở mùng tới chúa. À, như vậy thì bây giờ đó là phạt độ cho mắt con trâu thôi, từ đây tới cuối năm nay thôi, thì tam tinh sự kiện đâu giữ mình. Như vậy thì bây giờ đó là trời tu đã mai bi nạn tai dương chấn, bởi vì trời điên là một cái mùa thu, cái mùa thu thứ hai đó. Thầy nói nay đà gần cuối mùa thu, tiết trời ảm đạm mịt mù gió mưa. Mới thì Sài Gòn cái quận chính đó là mưa đá đó, là bằng cái chén đó. Quý vị nếu có mạng mở lên coi có phải vậy không, rồi điềm trời xuất hiện luôn. Như vậy thì là mưa đá là cái cảnh khổ lắm, chứ không phải chuyện vui sướng được. Mà cái đó là báo hiệu là những cái gì, là những cái tảng băng nó cực bất cực đó, là nó đã rơi xuống rất là nhiều đó. Mà từ đây tới đó rồi là từ tảng băng nước dâng lên, rồi chuyện khổ não nó đôn đôn tới hoài. Bởi tại chỉ biết là sao đến việc sơn băng kỳ thủy, bởi vì sơn băng là không phải núi nổ, mà sơn băng là những tảng băng lớn rã ra, rồi nó lướt xuống cái biển, nước dâng lên rồi không còn nước uống nữa. Khùng thảm thương bá tánh quá chừng, nhìn xem chằng muốn mắt rưng rưng mà cảnh áo não, kể sao cho xiết áo não thê lương rồi không tính toán gì được. Mà kỳ này đó là máu đào khắp nước khổ vô cùng, nam việt dân tình mãi thung dung, chẳng lo tu tỉnh cầu phật thánh để nước đến chôn, mới nhớ ùn mắt khỏi lọt ngoài sâu, chẳng có sườn ria chữ mấy rầu, làm sao lo liệu tu cho kịp. Bập bẹ nam mô cung cầu kẻ thị phi niệm phật đưa đường qua lộ dân giáo như phường nước luôn đó. Như vậy thì đến lúc đó phải chịu khổ như vậy. Còn thêm cái mùa thu nữa, tôi thầy nói là nay đài gần cuối mùa thu, hết mùa cái dạy công phu là thành. Thì năm nay đó là nếu mùa thu này mà ai ráng công phu tu đó là lúc sắp thành đó nghe, thành đó. Rồi trong cái bài sứ mạng đó thầy nói thêm cái câu này mình mới ngán nè. Đến trung tuần tháng 8, trung tuần tháng 8 là rằm tháng 8 đó, ta cùng đức thầy mới tác hiểu cùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết, hầu ăn năn cái quá làm lành, còn kẻ chẳng tĩnh tâm sao đền tội. Cũng như Phật tiên như không chỉ bảo dành dụm cho mình, dạy bảo thương yêu cho mình quá trước kể giờ mấy chục năm nay rồi, thì bây giờ đó là từ trầm tới tám trở lên là đền tội đó. Như vậy thì bây giờ đền tội là thêm cái gì, có thể nói thế này nè: con phù du hẳn hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô, thảm thương thai chết héo chết khô, nhìn đèn nọ thấy mồ phù vũ để khiên trần đó, đã mãn mùa thu thì đeo danh lợi như con vậy. Cái mà cái con phù du là cái gì biết không, con bù hống, nó thấy bóng đèn thì nó phóng vô, phóng vô chết nó lớp lớp lớp, thì năm nay mùa thu rồi thì sẽ đeo danh lợi như con cái. À, nên trong cái bài thì mà đức thầy nó thu nó cuối đó, đức thầy nó thu đã cuối bắt lai ra xét cõi lòng cảnh nỗi thương tâm canh tràn. Từ ngày thầy cái đạo là năm canh thìn đến canh tí này là tràn là dài rồi. Thổn thức đứng nằm thiền ba xe ngựa ù ầm bên tai, nguồn mấy bạc cuốc vai mũi giết, chấm vào nghiêng chi xiết ngại ngùng, cũng bung cho lại với bung. Bây giờ đạo cũng bung mà đời cũng bung, bung hết không có làm ăn được gì đó. Đạo cũng bung mà đời cũng bung, sao lại phải bung một bạc ngắt cõi tầm ngồi xa. Thấy thiện tính trang hòa giọt lị, bây giờ đang là thiện tính nam tính, bây giờ cũng khóc đầm đìa đó, rồi ngoài cũng khóc luôn. Tâm đổ nồng chảnh nghĩ xa giờ, chính trời dựng ở trừ mai, bầy con chiêu chích cả đời nhàn khăn. Bây giờ chưa kích trơn à, nhưng mà còn cái hai trận là còn một trận mưa tầng nắng sở miên thì nó qua bên đường trên nó xuống là qua liền đệm nước chặt đàn qua lộ dân giáo máu tràn thành sông đó. Như vậy thì bây giờ đó là trong cái lúc mà cái thánh nói nãy tôi cũng nói là qua liền đệm nước chặt đàn qua lộ dân giáo đó. Như vậy thì là lúc đó là khổ thôi chưa từng có luôn. Rồi bây giờ đó là đến cái lúc này đó thì chúng ta thấy rằng là thời kỳ này đã nuôi dưỡng nó hết rồi, bây giờ còn lại cái là lập ý để chờ ngày kiếm một trời thôi. Như vậy thì sau này mà chúng ta coi là có được Phật tài, mà có phép lạ của tiên của thánh, như vậy thì bây giờ mấy người còn được sát thân thì là đại ngọc các lăng dự kề, thương trần ta cũng ráng thề để cho bá tánh liệu đề tu thân, tu hành chẳng được đức ăn thì ta sẽ phải sát thân người đời. Như vậy thì bây giờ ở cung ly tạm trú ở ngoài dòng cầm thú chuyên tranh, nếu ai có công đức thì được dòng bốn thẻ thì coi 18 nước xin dành cho báo.
Thì bây giờ chỉ còn cái công đức tu hành và niệm Phật nó còn nhiều hôm qua thôi, còn nếu không thì sẽ tạm diệt chứ không còn nuôi dưỡng nữa. Vì vậy thì bây giờ ví dầu lập chứng câu công danh, bây giờ mình giàu tiền bạc bao nhiêu có đi nữa, thì đến khi khi rốt cuộc á, đang rốt cuộc đó cũng đang thả trâu, cũng về thả trâu đó mà. Lá úa vàng nó rụng người ơi, kỳ này mà chết cũng như lá trên mà thả rụng luôn, thì rụng luôn. Muôn năm mới có một thời, từ cái đức Phật mà Thích Ca Mâu Ni đó truyền cho ba ma vị tổ đó, khi lục mà tổ nhiều mười tổ Quỳnh Mai truyền lục tổ Huệ Năng đó là bậc tiền bát đó, nó cả ngàn năm như ta sau xuyến theo tu hoài chẳng thấy hay thành, là từ là lúc mà lục tổ Huệ Năng bậc bát cho đến mùa thu di dạ 1849 là cả ngàn năm. Vì thì muôn năm mới có một thời, thì hôm nay đó là xưa nay không có mấy khi dương trần có bậc vậy, thì xuống đây mai duyên là được đức thầy ngài chẳng nỡ ngồi nơi cảnh tây phương đó là chảnh, mà chẳng nỡ ngồi nó ngồi dĩ đường quá bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi với chúng hồng trần để chịu cảnh chi khen, vì lòng từ ái chứa trang thương mới tấn tới hồi tai họa Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu huyền diễn lập hội long qua chọn đứng tu hành cao công quả để ban cho chứng gì xin ngôi người đủ thiện căn để giáo truyền đại đạo và đụng ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình vui giải quốc chư bang. Như vậy thì bây giờ bồ tay ta quốc ăn ban nước nhà diễn đạt nam đàn hiển dinh đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng tấm lòng thành quý diễn đạo đời, tất cả đều do đức thầy vận chuyển hết, nên tới kỳ hiệp hội đó Phật Trà Định Thân giờ đang tới cái lúc là Phật Trà Định Thân Định Phân rồi đó. Thử ra trong cái thời kỳ là đang là định và phân mà như thầy trong mây thì nó là phiêu phiêu mây bạc trắng lõi là tại lệnh ngọc tòa xe ta xuống trần thấy chiếc thai gì đâu sắp đến hằng hà lý ra chừng nào mới đặng thảnh thơi. Qua năm tức hợi Phật Trà Định Phân, qua năm tức hợi thì bắt đầu tý sửu dần mẹo thành bắt đầu định phân đó. Chi mô đại giữa cầu ngăn người xưa chơi gốc cho gần người nay từ dạng thấu nga thì là tới tận mặt mày người xưa là thấy thầy đó. Vì thì nếu không tu đó là chúng sanh kỳ này là phải đắc tội với thiên hoàng thì đắc tội đó. Đạo lý chẳng nhìn ở dọc ngang, bây giờ đó là đắc tội với thiên hoàng không thấy ông vũ số rồi mà không có biết đạo lý gì trơn, ở dọc ngang không, dọc ngang là ngược xuôi là ngược ngạo là chữ là may mắn chó là không tin trên trời Phật đó, nên mới gây ra trường thảm họa. Từ cái chỗ không tin thì Phật thì này mới là gây cái trường thảm họa đó, đó là làm cho Lê Thứ chịu lầm than quá khứ bây giờ năm châu thế giới này phải lầm than, nghĩa là từ cái việc đó là bệnh hoạn đau ốm biết bao nhiêu cái chuyện đó là làm cái gì cũng được, thế mà cái bệnh dịch corona này chỉ không đỡ, vì đây là giống như trùng mà thường đục phổi tim mà đến cơn đau uống thuốc phải tìm gặp biến thuốc qua đà lại, thế bây giờ bệnh tìm uống thuốc hết là thuốc kia mà chuyện được đó, mà ông nói là tái thế là ông qua đà là tái thế là thầy chúng ta đây mà ông tìm ổng mà đi tìm đó là thuốc này thuốc kia không hết đâu, kỳ này đó là dễ dàng xé nhỏ đành dành để trên bằng Phật chí thành đủ ngay thánh thần phụ phất hồn bay ở đâu độ đại chúng sanh, thì chỉ có Đức Nguyễn là ngài trung hiếu vẹn toàn. Và cái kỳ này đức thầy còn thọ ký là thời kỳ của thượng đẳng đại thần, thì chúng ta trong cái bài nguyện chúng ta có đọc quan thượng đẳng đại thần chư quan cụ thần chư vị sơn thần chư vị năm nay nếu cảm ứng chứng minh nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lãnh giữ quy theo mấy ngày tu hiền theo bậc đạo, thì vậy thì bây giờ có đem bệnh tật vào thân giấy vàng giấy vàng xé nhỏ giấy thành độ vô thành lòng nước lã nên hồ hữu tâm chứ đức cam độ Phật ban, kỳ này chỉ có còn đó là giấy thành nước lã rồi là để cầu phà cầu là Phật chỉ cầu quan thượng đẳng thôi. Vậy thì ông suy giảm ông khoai đó và ông ba đó ông nói thế này nè, ông ba nói thế này nè, sợ ngày sau kẻ khóc la là sau của cái hợi tí sửu và mẹo này đó, thì là sợ ngày sau nhiều kẻ khóc la, mà giờ khóc la chưa, giờ làm công ty không phải thì gửi con gửi cháu rồi ở nhà vậy, nói chung ra là vợ chết cũng lại gần không được, chồng chết lại gần điện gì tao nói vĩnh gia điện xuống nó khóc không biết bao nhiêu nữa, rồi bây giờ chỉ là vợ chết rồi bắt đầu chung ra rồi cũng không lại gần được, rồi bây giờ chia lìa ly biệt diễn đau khổ thôi quá sự. Thành thử ra đó là phụ mẫu thâm năng chung hữu biệt phu thê nghĩa nặng giả phân ly nhân tình tợ điểu đồng lâm lai túc lâm túc đại hạn lai thời các điều phi, nghĩa là cha mẹ ăn sâu còn có biệt vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly, mà nhân tình nào khác chim chung ngủ thì sáng lại con nào nó bay đi, đây là cảnh đời này tạo duyên giả phàm nhân thân giả, tất cả cái đời này không phải là của mình mà tất cả là do cái duyên mà phải đi vào cái định lực và cái nghiệp trả. Như vậy thì em nói là sợ ngày sau đó, nhiều kẻ khóc la, bây giờ khóc la chưa, sau của cái trí hệ này bây giờ đang khóc la đó, khóc la rồi anh trời đó, chỗ này khóc chỗ kia khóc chỗ nọ khóc, ô la gì sùm bất nhã, bây giờ
nghĩa là vô cách ly đó cũng lo sao không thuốc không men rồi bỏ tôi đó là như gì rồi đối kháng này kia rồi nhìn xuống thì bác sĩ cũng ngủ ngầm ngã gục cơm nước chưa ăn nó được rồi bây giờ nhà nước ta cũng chặn chỗ này cách ly chỗ nọ rồi ta là chặn chỗ kia chỗ nọ mà chặn hoài chặn ghét gì giờ giờ thôi bệnh quả nó đang ngày càng tiến triển càng ngày tiến triển thành thử ra mới sợ ngày sau nhiều kẻ khóc khóc hoài tới trong ương được kỳ này nước mất đầm địa thành thử ra đó là nằm co chịu đói mà phạt ma mới tường kỳ này đó là khóc la cái bệnh rồi mà thêm cái nằm co nữa nghe rồi phải chịu đói nữa chịu đói với phạt ma đó là mới tường bây giờ mới thấy tường tặng đó chứ còn trước giờ chưa thấy đâu giờ chưa thấy không thành thử ra đến lúc mà hạ quân làm gia đổi giờ bây giờ khổ não tới đời là đây đó rồi tôi nói tiếp đó là cái clip trước là thầy nói đâu là nhẫn nhủ khắp đâu đâu rồi đó dần dật từ nay lúa thắm sầu đời đa đó khổ u buồn trăm họ dễ về câu rồi đức thầy chỉ biết thấy thằng thế ai cũng bước đời sẽ không thấy phúc cho rồi nay của lao có đứng không ngồi thì lúc bữa cơm chứ sao đó vì từ ngày 145 cũng nạn đói chết trên 2 triệu người ở miền Bắc rồi cái nạn dịch tả chết mà đức thầy là ngài là điền tang gia phế tế nhiên hàng đó khổ đáo ly kỳ ảo diễn can vị này là quân thần can phụ tử can và phu thế can là câu quân thần phụ tử trả đời như vậy thì bây giờ đó là còn thêm ông ba ông đấu nè cái nạn đấu này nó tới hạn hán tới tới 3 năm à xuống dần mẹo á hôm nay nạn đấu này tới 3 năm lận Phật sanh Phật ma lại sanh ma bây giờ đó là con Phật Phật dắt mà con ma dắt con quỷ quý diều đó vậy là Phật sanh Phật mà ma lại sanh ma hạ quân tận thế đó chữ hạ là hạ quân này chỉ tận hết thế gian hết rồi thì Phật ma nó lộn cuồng bây giờ nó lộn xộn sền ngầu trơn rồi mà kỳ này là phải lựa lọc à lựa lọc con lành dữ ma nên là đối lòng ăn bắp ăn khoai thì để chờ ngày đó là ứng thí để thi cử bị gì thầy được dương trần xong liễu bắp khoai cho rau đỡ dạ tháng ngày cho qua đó nhưng cùng bụng đạo gần xa tu hành vị trí mới là lưỡi mai thành thử ra no chiều lại đó mai mà dương trần sắp dướng bệnh trời thì đây đối kỳ này đối rã ruột à. Nó là ông ba nói sáng cơm chiều cháo qua đèo tứ phương 7 bữa mình ăn ngày không cơm tới 7 bữa luôn còn đức thầy nó khuyên chúng ta sao đâu thầy nói nè khuyên bổn đạo từ đây kim chỉ đối với nghèo sắp đến bây giờ phải đối nghèo chưa bây giờ công ty thì bây giờ người ta cũng thủ nhà đó tôi cũng không bố thí gì rồi không cho ai à, rồi bây giờ đó là cái người mà đi làm hay là muốn không được thì bây giờ đang nói tới đó kiểu này mà cứ là cộng cộng hoài thêm 14 ngày 10 ngày 14 ngày 20 ngày bây giờ đi đâu bán hiểm được rồi mưa trời ẩm đạm rồi không ai mướn gì trơn rồi thì kể như gạo không có ăn luôn chứ sao đúng luôn thành thử ra tương với muối cháo rau đạm bạch nghèo lương hiền biết niệm di đà mà mai sau thoát khỏi tinh ma lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ trên bãi núi còn nhiều báo lạ mà ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời coi kỳ này là coi được Phật được trời mà coi bé phép lạ của tiên của tánh kỳ này coi được Phật coi được trời luôn thành thử đã là ông mới khuyên dạy mình quá sức hồi đó giờ rồi nó thương thai trần hạ hết tình ông mới thương thai trần hạ hết tình sấm trời sao lại nổ ra thì bất ngờ bởi vì ông nói là ai bình trí ở đời chừng nghe tiếng của trời mới ra hậu nhất sinh tiêu hết cù lao dị niên chí khổ đầy lao cho người là chỉ còn đó là năm dần và năm mẹ thôi thành thử ra đó là đức thầy còn cho mình biết đó gian dày sấm nổ chuyển luân bởi vì khi nổ một tiếng đầu là chuyển thay đổi hết luân là luân chuyển á cảnh tiên lộ vẻ vui mừng cha con là khi mà nuốt cấm nổ cái rồi thì lộ vẻ vui mừng cha con bấy lâu nghĩa nọ hao mòn ngày nay nghiệp mặt hết còn thở than thì bây giờ đó ai cũng đều mong muốn gặp thầy thì bây giờ đó là Phật thương bổn đạo như con muốn cho bổn đạo lòng sông ghi lời để sau tới diễn biết đời mà bây giờ chưa thấy thì nó thời chưa tin thành thử ra gian dày mới sấm nổ trên lưng à nổ cái là lông trời đỡ đất á cảnh tiên lộ vẻ vui mừng cha con bấy lâu nghĩa nọ hao mòn ngày nay hiện mặt hết còn thở than như vậy thì bây giờ đức cố đã về cái chân cửa Nga Bát rồi mà đức cố là quy Phật thầy Tây An mà đem về cái chân ở chỗ cửa Nga Bát là cái chân ngọn cái dầu mà về đó đó là ông đang rút cái gươm ra rồi như vậy rồi rút cái gươm ra để chờ gì là kẻ gian ác bị gươm ba thước mà nơi phát tràn chỉ kẻ hung đồ được thanh thơi nhờ chữ Nam Mô
phim Bổn Đạo đó mà chị Trí. Thì bây giờ cái gương mà rút ra đó là một khúc rồi đó. Ông đứng ông dòm dĩa núi. Vì vậy thì là tam thinh thay đổi người vô số, tặng thế đại điềm đức cố tới lai. Thì khi ba tiếng nổ rồi thì thay đổi vô số người. Nhưng mà ba tiếng nổ là chừng nào? Theo lời tiên tri của ba đó là phạt độ cho mắt con trâu thôi. Ông độ từ đây tới cuối năm nay thôi. Thì tam thinh xuất hiện mới đâu đâu giữa mình. Đó, vậy thì hậu nhất sinh tiêu hết cụ lao nhị niên chí cổ đề lao cho người. Như vậy thì bây giờ là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương Bổn Đạo như con muốn cho Bổn Đạo lòng son ghi lời nữa sao tới việc biết đời. Bây giờ chứ cái thời chưa tin, bây giờ tới việc cho người không tin gì nữa. Cái thầy nói lời xưa người cổ còn ghi những việc lực thì nó có hay chưa, mà chưa lại với kẻ chẳng ưa chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu chứ biết sớm ngồi gì nữa. Đó, vì vậy thì bây giờ còn giây phút này là mau mau chuyên cần chúng ta còn có lập thân hội này thôi, chứ còn cơ hội này thôi. Trời này đó, này này thầy nói là này này lời lẽ gắn ghi, sau này cho thấy việc gì trên đây thấy trơn, giờ cái gì đó là sinh hiện gì trời dưới đất này giờ thấy trơn rồi. Thử ra tu hành tâm trí phải đáng trì mới được, thì sau này sẽ thấy việc gì trên đây. Thì trong cái thời kỳ khi mà chuyển hóa rồi đó thì cái thầy cho biết là ôi khổ thảm bốn bề sống dậy. Bốn bề là đông tây nam bắc. Ôi khổ thảm bốn bề sống dậy, dòm lừng trời này lửa cháy liên miên, cháy liên miên luôn á. Tiêu điều sản vật là tài sản miền dương này, duyên là giường ruộng, thần thông biến hóa với miền trung ương. Ngục môn đầy quỷ vô thường, chắc hồn cả bảo diêm dương lực chân. Nhìn xa nó mất rưng rưng tương đời, muốn bụi trầm lưng hoài hoài. Ta hạ bút chiếc bài chân cuộc, ai rõ lòng con cúc của kêu. Thì bây giờ đó là trong cái mùa hạ năm nay mà thầy nói là kìa kìa con cúc gọi hè chẳng lo gieo giống đậu mè bóc khoai, là Phật thánh tiên thần. Mà nếu chúng ta không đi vào đó là tu Phật cũng là tu thánh, mà tu thánh của tu tiên, mà tu tiên của tu thần, mà bốn giai cấp này thì rớt đầu thì không ra được. Thế ra kìa kìa con cúc gọi hè chẳng lo gieo giống đậu mè bóc khoai, thi tả cảnh bồng lai tại thế, mãi chẳng chờ e trễ kỳ thi. Thì muôn thu thiên định khắc kỳ, hạ nguyên sắc lệnh khai kỳ lâu qua. Chỉ còn giai đoạn không nuôi dưỡng mình để tới cuối năm nay thôi, còn nếu mà ai không tu được thì không thể còn cơ hội khác được. Thành thử ra cái kỳ này là trong cái thời kỳ là Phật độ do mắt con trâu là hết con trâu trong tiên đó đó. Thành thử ra kỳ này gọi là đến chừng đó bốn phương có vật còn thi thiết to tha, vậy sớm mau kiếm chữ Maha thì mà cứu khỏi nơi có lửa. Rồi có lửa mà mây ông sương mịt mù, trời hầm vừa tú cảnh trời thu, ruộng sâu đã cấy chờ bông trái. Bây giờ đó là hồi lúc thầy mới ra đời thì giống hiền xưa, bây giờ mới tỉa dốc chờ ngày bông chỗ tôm to, tí ngày nay chưa được ấm no sao được cái non diệt thủy, thì bây giờ đã trổ hết trơn rồi. Mong khán quan vào cửa xem tuồng cỏ cùng cây thú chim muôn nhân như vật quần lai bổn tánh, đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà. Đồng hát câu phụ tử khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thạnh thới. Bồ đào rượu thánh trà tiên muôn năm cộng lạc, chúa hiền tâu chung. Là kỳ này là cõi trung ương luân chuyển phương nam, mở hội thánh cho người hiếu. Chỉ là xem chung cuộc đó, kỳ này vô chung cuộc đó, phong thần tại thế. Mà lấy vô phong thần rồi thì xử với thưởng à. À, xem chung cuộc phong thần tại thế, xử những kẻ hung hăng tồi tệ mà thấy người trung nghĩa dạng toàn. Kỳ này là cái kỳ là chuyển là hội long qua, thì chọn đứng tu hành công không quả. Vì thì kẻ hiền đức sau này được hưởng à, phép thần linh của Đức Di Đà lại được gần bệ ngọc long xa, coi chư quốc tranh giành cho báo. Vậy thì ở cung ly tầm trú ở ngoài dòng còn thú dương tranh, thì lúc thầy vào Lục Châu là ngồi chơi đạo lý bàn qua, mấy bà có biết lúa mà bay không, có người đạo lý hay thông chỉ tâm bày tỏ cho tôi hiểu rài, đi nghe liền mới tỏ bài lúa bay về núi dành dài ngày sau. Là lúc đó là sau ngày tiếp thu là lúa bay nhiều hết lắm, lúa là có hai cánh hai bên. Thì ở đâu ban thì biết là dở xuân tô mới thấy muôn nhà đủ vật thực đầy mà cho báo. Thì khi núi được rồi thì ở trong cung ly tầm trú ở ngoài dòng cầm thú dương tranh, thì khi mà ngọn chế dầu trong lõm cửa trời thì không khó tới đổi giờ hiện lương. Thì chúng ta tu đúng pháp đức thầy thì đưa bàn tay là lộ bốn chữ bốn sơ kỳ hương vào trong cửa cỏ ngoài gọi là bát lọn. Bây giờ hỉ hởn không lo đến cơn bát lọn nằm con cửa trời. Giờ đó rồi thì đến chừng đó thiên la lấy bổ mới biết rằng trời mặt công bằng. Nếu trẻ già ai biết ăn năn làm hiền đức khỏi đường lao lý, còn nó không đi vào đường lao lý trên nước dưng lưỡi trái hầm tha sâu bắt chiến tranh vật giả đấu khác đâm chèo nổi rồi rắn to trên gọi mãn xà trên rừng nó xuống nó tha dân trần. Trong cái buổi chiều hôm nay chúng tôi cũng được cái nhân viên hội ngộ trong cái nói chuyện ghi âm để rồi nhắc nhở anh em toàn thể năm châu thế giới được chúng ta để rồi tu kiếp kiếp nó không quá trễ, mà chừng đối đầu có kiếp nữa cùng mà chúng ta đang đối đầu hết rồi đó.
thì sau này mà chúng ta ráng tu đi rồi coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh, của thánh, thì mong rằng toàn thể đồng đạo chúng ta để giác ngộ sớm chừng nào thì mừng chuyện ấy, chứ còn nếu không là trễ à. Này, nếu mà để trễ rồi thì sẽ rồi không gì hội qua được. Vậy thì xin kính chúc toàn thể đồng đạo chúng ta thân tâm đờ, thường an lạc đạo quả duyên thành và tu hành chấm thành đạo quả để kiến diện ngài thầy trở lại trong ngày long qua đại hội. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật.